Chiều nay, 8 trận đấu cân não kịch tính đã diễn ra. Đây là cuộc tranh tài xác định những tấm vé vào vòng tứ kết của giải Piyakarumbapan Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024, cúp Becames IJC. Cơ thủ thi đấu theo thể thức 40 điểm, không lượt cơ, loại trực tiếp. Bất ngờ đã xảy ra khi Trương Văn Đức đánh bại đương kim vô địch Bao Phương Vinh với tỷ số 40-32 sau 29 lượt cơ. Tay cơ Đinh Thế Vĩnh cũng xuất sắc đánh bại tay cơ Chim Hồng Thái với những lượt series 7 điểm, 9 điểm, giành chiến thắng với tỷ số 40-27 sau 28 lượt cơ. Tay cơ Nguyễn Như Lê nhẹ nhàng chiến thắng Ngô Lê Duy sau 19 lượt cơ với tỷ số 40-11. Tay cơ số 2 thế giới Trần Quyết Chiến cũng dễ dàng vào vòng 1-8 khi thắng Thon Viết Hoàng Bình tỷ số 40-25 sau 16 lượt cơ. Bốn tay cơ tiếp tục giành vé vô vòng tứ kết là Nguyễn Đình Quốc, Võ Hoàng Khôi, Trần Thanh Lực, Nguyễn Văn Tài. Tám cơ thủ sẽ tiếp tục thi đấu vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết xác định tay cơ vô địch giải Piyakarumbapan Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024, cúp Becames IJC vào ngày mai 3 tháng 8.